bà mẹ bà tưởng đứa đó tính bà được à, vừa đáp lên cái chọc vô làm cái dính cái mũi cho nó dội ra. Mang cái lỗ mũi lên nó luôn. Mang cái lỗ mũi nó luôn. Trời ơi là trời. Rồi răng còn không? Không có trúng cái răng, trúng cái mũi. Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chúc quý ông bà cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình ạ. À. Dạ, đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Đặc biệt là có một ngày mới thật là nhiều năng lượng nha cả nhà. Thì để trở lại với những cái video mà hai anh em của Lê Trung chia sẻ với cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái khu vực có vong linh trú ngụ, cũng như là những cái khu vực có nhiều điều bí ẩn. Thì ngày hôm nay hai anh em của Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu nghĩa địa mà có một số cái nhà mồ hơi to to đó cả nhà. Thì hôm nay hai anh em của Lê Trung quay trở lại đây thì để trợ duyên cho cái vong linh của anh Đức, anh phù thủy học 23 năm rồi mà mới biết bay đó cả nhà. Hôm bữa thì ngày đầu tiên mà hai anh em tới thì cũng cười lộn ruột với ông này. Tính ra ông cũng vui tính ha anh Trung. Ừ. Hài nữa, anh Trung hài. Thì ở lần trước anh có kể về cái chết của mình rồi. Thì hai anh em cũng có hứa với anh là lần sau quay trở lại thì sẽ cúng cơm rồi cho anh. Ở lần trước hai anh em cúng cho anh cam với lại là bánh thì anh dùng không có được. Anh nói là bánh thì anh dùng được lớt lớt, còn cam thì anh cắn không được tại anh còn có 2-3 cái răng cả nhà. Đó. Rồi thì ngày hôm nay thì hai anh em cũng có đem theo cơm đó, để hai anh em sẽ cúng kiến cho anh để cho anh dùng. Rồi thì để không mất nhiều thời gian của cả nhà, ngay bây giờ Lê Trung và em Đạt xin phép kính mời cả nhà mình cùng theo chân hai anh em để chúng ta sẽ tiến vào bên trong cái khu nghĩa địa này để cùng nhau trợ duyên cho vong linh của anh Đức nha cả nhà. Dạ rồi, thì bây giờ hai anh em của Lê Trung xin phép kính mời cả nhà mình cùng hai anh em chúng ta tiến vào bên trong cái khu nghĩa địa này để tìm vong linh của anh trai, để chúng ta sẽ xem coi bữa nay anh trai đã bay được chưa. Hôm bữa ngồi cúng cho anh mà thấy anh bay sợ anh tông vô mình cũng chết luôn. Cũng chung là cũng hy hữu, một cái chết hy hữu. Không biết hôm nay có tập bay tập múa gì nữa không biết. Hôm nay mới có bay. Không biết hôm nay tập, không biết nay bay được chưa ta không biết. Ủa, bữa đó chơi mình đã thân mình còn bay chưa xong nữa mà đi rủ hả? Đi rủ bay chung hôn. Bữa hứa là ráng tập tới mốt anh em mình tới thì đi bay cho xem đấy, mà không biết nay sao đây. Cũng 2 ngày hả anh Trung? Ừ, 2 ngày rồi. Không biết là bữa nay bay được chưa? Có vướng dây điện. Vướng dây điện không? Hay tông vô cái gì người ta không biết. Không thấy ông đâu ta? Bữa ông ở bên kia mà. Ê! Ê! Ông kìa, ông gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ông đang làm gì đây? Máy xuống rồi, anh chỉ nhau coi. Để làm như máy xuống coi nha. Ông làm cái gì ngồi đẳng, ngồi giữa cái đó nha. À, mẹ nó nhảy chổi luôn à. Má nó tức ghê. Ủa, làm gì đây? Đưa vô hỏi ông lên chung. Lắc lư luôn, bà mẹ nghe nó ra. Đang làm gì vậy? Sửa chổi nè quỷ. Sửa chổi hả? Ừ. Làm gì sửa? Má mày nghĩ tức không? Bữa đó hàng đây mới về cái tu tập. Tao bay xíu, tao bay nhanh quá, tao dính vô cửa kìa, rồi hàng bay lại coi. Rồi tông vô cái cửa của tao đi luôn hả? Ừ, nó máu luôn rồi, em thấy không? Trời ơi. Công luôn rồi.
cầm cái gửi của người ta luôn rồi. Đã nói rồi. Trời ông nội, ông nội, tôi lại không? Bà mẹ lo mũi gãy luôn rồi. Đúng hả? Dính cái lo mũi vô đó mà. Sữa trội hổng gài chưa xong nữa nè. Rồi mấy hôm nay không bay được luôn. Mấy hôm nay không bay được luôn. Hổng gài sữa ngồi sữa hoài lắc lắc không. Rồi trời. Thì ba kiểu gì mà máng cái cửa của người ta trời. Bà mẹ ba tưởng đưa đó tính ba được à. Vừa đáp lên cái chọc vô làm rằm cái dính cái mũi vô nó dội ra. Máng cái lỗ mũi lên nó luôn. Máng cái mũi nó luôn. Trời ơi là trời. Rồi răng còn không? Không có trúng cái răng, trúng mũi. trúng cái lỗ mũi không hả? Bà mẹ tức ghê. Giờ mấy ngày nay không tập được luôn. Không tập được luôn. Rồi sao chở hàng tôi bay? Nghỉ bay luôn đi. Nghỉ luôn, chơi kỳ trời. Chuyến này chắc nghỉ bay luôn quá. Rồi sao bữa đó hứa hai tôi quay lại luôn chở hai tôi bay mà giờ kiểu này sao bay? Bà mẹ bữa đó tính tập đó, tính bay được rồi đó. Tính bay được rồi, bay được lên được xíu cái nó dính vô đó luôn. Giờ cái nó lắc lư luôn rồi. Rồi vậy hư luôn rồi sao bay được? Nghỉ bay luôn. Chút xíu mất lần hai nữa rồi. Bán cho nó lâu không rồi xích xuống. Dính vô đó xíu cái lỗ mũi kẹt vô nó rồi xíu gỡ mới ra. Ơi là trời. Thua hôm nay. Thua không à. Với cái kiểu như là còn sống mà học cũng không được mà chết cũng không xong. Thua không, tôi sợ không quá. Ta bay thì ta bay vừa vừa thôi, ta tập, ta cũng tập vừa vừa thôi. Đi gì đâu coi. Nó lắc lư luôn nè, ông cố nội ơi. Lắc luôn rồi hả? À. Rồi. Để mấy em ấy lại, tôi sửa cho. Thôi ba ơi. Để sửa tập bay nè. Để coi đây. Ba sửa ba bay đi. Cái hù nó ba. Chứ cái chỗ này lụm. Đâu dặn lại. Lụm ở đâu mà... Lụm ở đâu mà được cái chỗ gì cũng nhèm vậy trời. Ừ, chỗ này bay được không đây không biết. Không có được, cai lên cái nó quay ở sau không à. Lái không được hả? Nó lạng qua lạng lại không à. Rồi cứng rồi nè. Không có được. Nên thử cái nữa coi. Thôi nó đâm đầu vô cái cửa nữa đó. Nè, trả không nè. Trời ơi, bay tâm ghê, cong cái chổi luôn. Cong cái chổi của người ta luôn. Sợ không thiệt chứ. Rồi. Rồi mình mẩy có sao không? Không. Có cái lỗ mũi không hả? Máng cái lỗ mũi vô đó thôi. Đúng rồi, tại lỗ mũi nó cao mà. Trời ơi. Thì lỗ mũi đi trước mà người sao mà. Ghê không? Tại cái lỗ mũi cao rồi. Tình thấy ớt. Không có lỗ mũi là chiếc này nghỉ ăn cháo luôn. Nghỉ ăn cơm luôn. Này, có em cơm nè. Để tôi mua thêm mùa. Mùa theo cho bịch sữa là bồi dưỡng cho ông này. Đừng cho ông tập bay mà giờ cái chổi nó hư rồi sao bay? Đủ. À, đã bay. Có sữa hả? Má hàng chi. Cái lỗ mũi gãy có sữa luôn. vậy là bây giờ ha, uống sữa xong cái đầu là bay nữa đi cho gãy lỗ mũi nữa đi uống sữa nữa. Ha, cái đó cứng rồi đó. Nó hư rồi, bay hết rồi. Được, cái cứng thì nó bay được rồi đó. Không, bay lên nó lạng thôi mà nó đâm đầu vô cái cửa mà. Vậy là bữa đó là tại cái này nó hư, cái chỗ nó hư rồi mới lạng mới đâm vô đó hả? Bay nhanh ngay cái ở sau tự nhiên nó xích cái gì ra cái vô luôn, đâm vô luôn. Không giờ để tao bay lên, tao bay thử rồi được không nha bay. Ừ, thấy nãy dặn cứng ngắt lên đó, bay đi. Tao thấy nó lắc này, tao nghi nữa quá. Thơm quá. Mày né nha, để tao tông vô á. Bay đàng hoàng nghe trời, bà máng vô trong cái cửa nữa đi. Để anh ơi, có lên. Sao lạng cái gì vậy ông nội? Em lấy mới được. Ê! Ê! Trời ơi là trời. Được có sao không mày? Tao nói rồi, ba mới được mà. Rồi có trúng cái lỗ mũi không? Không, cái má, cái mặt đi xuống đất luôn. Trời ơi, cầm cái chổi luôn. Đậu thương. Rồi nó bị lệch tới lái hả? Nè, nó cong mẹ luôn rồi. Gãy mẹ luôn rồi, cong vậy đó. Nó ba không có được mà. Trời ơi. Rồi có sao không? Không, nó lặng lặng. Thôi nghe,
đói bụng chưa? Mấy nay đói bụng chưa? Để tôi cúng ấy sữa cho uống, cơm cho ăn nè. Thôi cúng bồi dưỡng cho tao đi chứ tao mệt lắm à. Ừ. Rồi ấy đi, để hàng tôi cúng cho. Làm đi, để tao sửa cái chổi cho được không? Sợ sửa đi. Gán sửa cho được đi, đừng tập bay, đừng chở hàng tôi đi nha. Wow. Tại lại lụa. Thôi coi sức chi, lấy cái dầu sức cái chỗ đó lại cho người ta dí cái cửa lại. Banh bà luôn cái cửa với cái như cái bậc thang của người ta luôn rồi. Còn nứt cái đó không kìa. Thua không thiệt chứ. Má về chổi đâu ba trời. Không có chỗ bay luôn hả? Nghi lắm mà, khiến nào cũng quất cá nữa mà. Cúng cam chẳng ăn được đâu chứ. Cúng bánh thôi. Quên, mới cúng bánh thôi. Với cam cũng đâu có ăn được. Mà không về cái cây lắm không ăn được gì đâu. Có chuối. Chuối à? Ông ăn chuối được không? Được. Vậy để lần sau đi. Chứ giờ có đem đâu. Dạ. Ê, cái này mình chế ra đây cho ông ly đi. Quên nữa. Ê, chảy. Trời ơi, chảy làm luôn. Má đau mặt có đâu? Cái gì? Đau mặt có. Đau mặt hả? Cái mặt nó trời xuống, nãy nó té, cái mặt nó trời xuống. Ừ, ông nói gì tôi không có nghe rõ luôn á. Ông nói ông đau mặt hả Đạt? Đau mặt đau gì đó, nó không chà gì vậy. Cà cái mặt xuống đau hay gì vậy? Chổi nó bay gì nữa ngoài. Chổi nó hư luôn rồi, bay gì nữa? Nó cầm mẹ nó luôn rồi. Quá, bay quá giỏi. Bài kiểu này mà ông ra quốc lộ ông bay chắc ông tông người ta quá. Mấy hôm nay đói dữ không? Đói muốn chết luôn, để cháo là ăn, không thấy cháo đâu. Mấy anh em tôi cũng lu bu một số một chuyện nè. Hôm nay mới tranh thủ lại đây với thăm ông. Đó mà bụng bụng tay chân cầm cái chỗ không nổi. Giờ tại ông lủi vô, ông đói ông lủi vô mấy hư cái chỗ chứ làm gì hư, phải không? Hai thứ lận. Hai thứ luôn hả? Rồi ấy đi để tôi cúng cho anh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa cùng thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay anh em tụi con đến đây cũng có cái nguyện là muốn được trợ duyên của vong linh, trợ duyên cho vong linh của anh Đức, giúp cho anh no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Rồi đó, hai tôi cúng cho ông xong rồi đó, rồi ấy đi dùng đi, hai tôi đi ra cho dùng đi cho thoải mái, để hai tôi nói chuyện không sao không ăn được.
là mẹ nó có cái chỗ để ba nó gãy luôn. Má té hai ba lần nữa, trong chỗ luôn, gãy xuống mũi luôn. Chỗ đâu nó bay trời. Giờ chỗ đâu kiếm mà bay. Tức ghê trời. Nghĩ sống mũi đo quá. Chổi mà cũng gãy nữa trời. Chổi thôi mà kiếm nữa trời. Căng bà mẹ cái chổi luôn. Cái ba nhanh chỉ rồi dính vô cái sắt của người ta luôn. Tức ghê trời. Bà mẹ nó. Để ăn xong coi sửa lại được không. Nó đau cái mũi ghê trời.
Mẹ nói ngồi sửa chỗ này coi được không? Ủa rồi nãy giờ ăn chưa mà ngồi nó sửa chỗ vậy? Tao mới ăn rồi, tao lại coi tao sửa coi được không, tao bay nữa nè. Trời ơi. Thôi đi ông nội, chổi hư rồi ông bay, hồi đụng vô máng sống mũi là nữa. Gắn sửa coi được không? Rồi nãy giờ sửa được chưa? Chưa, nó cũng lắc lư như vậy nè. Trời ơi. Rồi nó về chắc hư luôn rồi. Chỗ này ông Tông cái kiểu đó mà còn gì cái chổi đâu, ông đụng gãy luôn cái chổi rồi mà. Không chắc tay được rồi quá. Cái gì? Không chắc tay được rồi quá. Được chưa? Được thì bay thử rồi. Bay từ từ thôi nha. Nãy Tông vui cột rồi đó. Để cái này làm thử kiếm nữa. Từ thôi, nãy Tông vui cột nãy rồi đó. Đã canh vô tới mấy cái góc rồi người ta né né ra, ông chơi tới mấy góc lên ra không mà. Sao lạng dữ vậy? Cái gì ông nội? Trời ơi cây. Đi à. Trời ơi ông nội. Cha ơi cha. Rồi chuyện. Cho bay đâu mày, không bay cho lũ vô đây ông nội. Á à, tao xin lỗi nha mẹ, mẹ cái chó lạng nữa rồi. Ừ, nhức đầu với ông nội này thiệt chứ. Ui da, cái chuyến này nghỉ bài luôn á. Thôi ông dục cái chỗ luôn đi ông nội. Ui da, đạo đức quá. Ui, chưa được một lần nữa. Thôi ông dục cái chỗ đi để mốt tôi đem lại cho cái chỗ khác ông nội. Ta thấy nó lạng nghi lắm mà. Ừ, thấy lạng nghi mà còn gán rồi. Mười ai, cố tình hay gì nè. Ngoại có bị gì không ngoại? Nhất sống rồi. Thôi vô mày đi. Cái eo luôn. Nè, tao quất kia thôi rồi con. Ừ, lại không thiệt chứ. Chết giờ mày. Rồi 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 rồi. Muốn bay tới cỡ đó luôn hả? Chổi hư mà cũng bay, muốn bay vậy hả? Gắn học chứ. Ừ. Học hoài, học riết chắc mấy cái cửa của người ta đây bành với ông hết quá. Cũng gần hư hết rồi. Thôi thì cái chổi nó hư thì thôi để nó đi, bữa hai anh em rảnh gì chút thôi. Anh em mới quay lại đưa cho cái chổi mới rồi, học chứ chổi này về ba chắc tông vô nữa đó. Bữa nào mua cái chổi này cứng cứng xinh xỉn nè. Ừ. Chứ cái chổi này ông bay cái này chắc thì ông máng sống mũi lên đây hoài luôn quá. Rồi rồi ăn cơm rồi với uống sữa vậy thấy sao, thấy ngon không? Ngon lắm nè. Ừ. Ai nấu đồ nè? Đạt nè. Giỏi chưa mà? Giỏi nhỏ giờ. Sữa mua hay gì? Sữa mua với đâu ra? Sữa mua chứ không lẽ lẽ lấy đâu ông già. Rồi còn muốn ăn cái gì nữa không để tôi cúng cho. Hôm nay thấy tao cứ ăn, tao ăn món gì được thì đem lại đi chứ tao giờ tao biết ăn món gì rồi. Tôi thấy ông ăn mía là ông ăn được. Mía đó. Ừ. Tôi thấy mía là ông ăn được đó. Mía với bắp. Hồi hai ba mía ăn uống gì? Mía là ông sức được á. Hôm nay vừa ăn vậy ăn gì trời. Giờ không biết cho ông ăn cái gì. Ăn gì luôn á. Nè giờ hôm nay ăn cơm rồi, không lẽ mà mốt mình mua cháo cho ông ăn đi chứ. Cháo thì chứ ăn gì vậy? Cháo ha, được sao ăn cháo ha. Cháo chứ tôi mua lại cái chổi cho ông tập bài ha.
Cũng được, mua cháo với cái chổi thôi. Ừ. Đó rồi, bay bay riết banh cái chổi luôn. Chắc tôi nghĩ chắc ông bay không được đâu ông nội. Sao không được hả? Chứ ông bay 20 mấy năm ông bay chưa được. Ấy tập thì tập nhưng mà cũng ráng giữ ba cái răng rồi nha. Còn có ba cái để ăn cháo đó. Chứ để lùa vô lỡ có dính hành vô còn tém tém nhai nhai được nha. Biết rồi, mày ơi. Thôi cái chổi nó hư rồi, tao nghỉ ngơi đi, đừng có bay nữa. Để lần sau đi tụi tôi đem chổi lại cái rồi bay tiếp ha. Tao biết rồi. Chứ ông bay tôi thấy tội mấy cái cánh cửa ở đây quá. Tông cái tội. Không mà mình về kìa, mình về thì ông tông cho mấy cái này chứ ông đâu có tông mình được. Rồi vậy thì ông nghỉ ngơi đi, để có gì cái lần sau cái tôi với anh Đạt nó có lợi á, tôi sẽ đem cái cháo thịt bằm lại cho ông ha, với mua lại cho ông cây chổi cho ông, đem lại cây chổi cho ông bay. Mua cháo cho ngon ngon hả bạn? Thì cháo thịt bằm là whip rồi còn gì nữa. Sợ ông nội ta thiệt chứ. Nhức keo luôn. Bay cũng sao mà bay tông vô mình cũng trời. Nhức keo luôn rồi. Tông ngay keo luôn. Hãy coi là cái cửa coi nè. Anh tông vô cái cửa sao không? Sao đâu. Không cửa có sắt mà. Quái với ông nội thiệt. Mấy bữa nay chắc tông vô trong mấy cái vách này của người ta chắc banh hết trơn. Rồi cả nhà thì như cả nhà mình có xem video á thì cả nhà mình cũng thấy thì ngày hôm nay hai anh em của Lý Trung đến đây thì để mà cúng cơm với lại là sửa cho cái vong linh của anh phù thủy. Anh phù thủy gì phù thủy bay một lần à. phù thủy không thì cũng gặp một cái hiện tượng là anh bay kiểu sao mà máng vô mấy cái cửa của người ta đây nè, với mấy cái hành lang của người ta đây nè cả nhà. Hư bà cái chổi rồi, giờ cái chổi bay không được, nãy bay tông vô đặt luôn. Giờ nhất luôn rồi. Thua, ăn ngoài giờ thua rồi. Rồi thì hồi nãy thì lúc mà hai anh em giao tiếp với anh Đức á thì anh Đức cũng có nói là thôi giờ cho anh cái món gì mà anh ăn được cho anh xin thêm món nữa. Thì nói chung thì ba cái răng đó thì chỉ có ăn cháo thôi chứ giờ đâu có cái món gì cho anh dùng được cả nhà. Thì chắc lần sau thì hai anh em sẽ nấu một ít cháo thịt bằm đem lại cho anh. Như chắc mình đem thêm cho anh bịch sữa ha. Em cho anh thêm một bịch sữa nữa đi để cho anh dùng cho nó, nói chung là cho nó no lòng đi cả nhà. Dạ rồi, thì cái video hôm nay thì hai anh em chắc xin kết thúc tại đây. Thì hai anh em đi về để nghỉ ngơi nữa cả nhà. Nếu như cả nhà thấy những video hai anh em làm nó có ích, mang lại một chiếc gì đó tốt đẹp cho cuộc sống á, thì Lê Trung cũng rất là mong cả nhà mình hãy để lại cho Lê Trung xin một like cũng như một đăng ký kênh để giúp cho hai anh em có cái lượt tương tác kênh đó cả nhà. Rồi thì xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.